vâng xin kính chào các bác đúng như hẹn hôm trước tôi có nói với các bác ấy là tôi xin ý kiến các bác vào ngày hôm thứ năm đấy thì hôm nay tôi sẽ cùng trao đổi lại với các bác về cái quý bát mà được cho là đời nhà Tống hoặc rất sớm đời nhà Nguyên tức là cách chúng ta ít nhất khoảng bảy tám năm rồi như vậy thì bây giờ quay trở lại xem là nó có phải đúng đúng đồ thật đời nhà Tống hoặc đầu đấy nguyên hay không thì mời các bác chúng ta hãy cùng nhìn lại một lần nữa các cái đường dạng này các cái cấu trúc hình dáng xung quanh trông giống như hình cái nón rất là phổ biến của cái thời đấy phải không ạ rồi thế bây giờ mới đi vào chính xác là đi vào cái cái phần tôi muốn trao đổi và phân tích cùng với các bác như vậy thì về mặt hình dáng ấy, thì đây đúng nó có cái hình 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 cái phễu hoặc là hình cái nón như thế này thì đúng là cái cái kiểu dáng đặc trưng rồi cái thứ hai nữa dạng ở đây ấy, nói chính xác là phải có đến ba loại dạng hàng các bác thứ nhất là cái dạng 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 đen to các bác rất dễ nhìn đấy như mạng nhện đấy bên trong của nó thì lại có những cái lớp dạng màu hồng hồng phía bên trong á và thỉnh thoảng nó có một cái lớp dạng um, màu như kiểu như là bị 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 gãy ấy. ở phía phía bên trong thỉnh thoảng nó có các bác nếu mà nhìn kỹ không biết là camera có thể hiện được không Đó. nó có chính xác là cái này nó có ba loại dạng các loại dạng thứ ba thì rất là ít thôi Để chủ yếu là cái loại dạng to đen này và cái loại dạng hồng hồng bên trong nhìn có vẻ rất thuyết phục phải không các bác và thế thì đây Bây giờ các bạn hãy nhìn lại cái miệng và cái bên trong của nó nữa một lần nữa. Wow. Thế thì bây giờ tôi mới bắt đầu tôi mới phân tích này. Thứ nhất ấy, là tôi đã quan sát tất cả những cái đồ thật. Mặc dù nhìn phần lớn là trên ảnh thôi. Thì ở những cái đồ thật ấy nó cái màu thời gian cái yếu tố lạc tinh ấy nó rất là tự nhiên. Nó có một cái sự biến đổi qua hàng gần ngàn năm như vậy thì nó có những cái sự biến đổi và có một cái sự co rút men nhất định nhưng cái này nó không thể hiện được cái điều đấy và cái đặc biệt nữa là cái này nó cái cái phần men nó quá dày so với những cái đồ thật cùng thời kỳ và hơn nữa ấy, thì cái màu cái màu cốt này cái phần 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 chân đế này, này cái màu của nó các bác thấy nó không phải màu thật tự nhiên của đúng những cái đồ thời đấy tao cảm giác như nó hơi ướt ướt của một cái 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 chất tạo màu gì đấy để người ta bạo, tạo ra cái màu thời gian giả tạo và cái phần khe cái lớp tiếp giáp giữa cái phần phủ men này với cái phần cốt ở đây là tôi cho rằng là người ta đã cho một cái chất gì vào đó và những cái khe khe khe, khe các bác nhìn đây này và đây thì đúng sau quá trình một thời gian tôi tôi mới tìm hiểu tôi tìm hiểu và tìm hiểu thật kỹ thật kỹ tất cả các tài liệu liên quan ấy thì cái phần chân đế này này ở à, các đồ thật ấy nó mỏng hơn như này nó không bao giờ nó dày và nặng trình trịch như này và tất cả ở đây là đều mặt phẳng nhẵn nhụi trơn tru, không có một cái dấu hiệu gì của sự co rút men mà theo màu thời gian cả mà các bác thấy người ta làm đến đẳng cấp như thế này và đây nhé cái đồ này thì sau này tôi mới tìm hiểu thì vào đầu thế kỷ 20 ấy, tức là giai đoạn cộng hòa thì người ta đã sản xuất rất nhiều cái dòng đồ nhái đầy tống đầy nguyên như này để xuất sang châu âu và đây là một trong những cái như vậy các bác hãy nhìn lại nhé người tập các bác thấy người ta nó làm giả một cách tinh vi như thế nào và cái hơn nữa là khi mà tôi tôi, tôi 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 nhìn dưới kính kính lúp ấy thì các cái lớp dạng màu hồng hồng ở phía dưới đi đi ra đây này thì ở cái đồ thật mà cụ thể ở đây là cái đồ mong trước tôi giới thiệu với bác trong bộ sưu tập đời nhà Minh ấy thì cái chén này này thì cái cái lớp dạng hồng hồng ở phía dưới đi ra ấy, thì nó nó tạo nhìn dưới kính lúp nó có một cái màu màu của nó như kiểu nó nhòe ra trong cái không gian xung quanh nó, nó nó nó, một cách rất là tự nhiên nó lẫn vào với các cái mép xung quanh của cái đường dạng đấy cái màu nếu mà nhìn dưới kính nút thì rất rõ thế nhưng ở cái này thì những cái đường dạng đấy nó rất là mất tự nhiên những cái đường dạng đỏ đỏ hồng hồng cái này và nó chỉ nằm gọn ghẽ ở trong chính cái đường dạng đấy mà thôi nó không thể hiện cái màu thời gian các cái biến đổi chất và các cái sự 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 lạc tinh qua thời gian ấy, biến đổi màu của các cái đường dạng này trong khi ở cái đồ này nhá, mà mặc dù thường thường theo tôi nghĩ cái này khoảng thế kỷ 17 thôi cái đồ thật này, này, thế nhưng mà nếu mà nhìn dưới cái lúc, thì các cái đường dạng đấy nó tạo ra một cái cái đường dạng bên trong á nó tạo ra một cái cái màu như kiểu một cái đường, đường đường viền 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 Xung quanh cái màu hồng xung quanh cái đường dạng đấy Đấy nó có và Nhìn rất rõ Hai nữa là cái phần chôn cốt ở đây nó rất là khô Khô này Tự nhiên Và nó thể hiện cái màu thời gian Một cách rất tự nhiên Nó không phải do một cái 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 gì Về mặt tác động giả tạo Ở đây cả Tất cả kiểu cái này nó rất là tự nhiên Mặc dù theo đánh giá chủ quan của tôi thì nó chỉ khoảng thế kỷ 17 thôi Thế trong khi đó cái này nếu đúng đồ thật thì già đồ hơn rất nhiều. Nhưng mà nó không hề có một yếu tố lạc tinh nào hết. Dấu hiệu thời gian nó không có. Và thực tế tôi đã tìm các loại tài liệu tôi đọc rồi. Thì nó chính là đầu thế kỷ 20, nửa đầu thế kỷ 20. Như vậy là có thể đạt 100 năm, nhưng mà nếu một cái đồ đồ đời nhà Tống mà mới đạt sắp xỉ 100 năm hoặc dưới 100 năm thì không đáng để sưu tầm làm gì phạm có bác. Đấy. như vậy thì đây hôm nay tôi giới thiệu một các bác mà tôi nghĩ rằng nó sẽ rất hữu ích cho chính những bác nào mới chơi và những bác nào đã chơi có thể lâu năm thì nó cũng tôi hy vọng nó cũng góp một cái phần thông tin nào đấy về một cách nhìn nhận một cái món đồ và xin cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi xin kính chào các bác